Xin chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình tin tức của chúng tôi ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, Nguyễn Đức Chung và nghi án tội xả thải sông Đà. Bộ Chính trị của ông Clemover Nguyễn Xuân Phúc đã ra lệnh đình chỉ chức vụ công tác nhà nước sinh hoạt đảng của Nguyễn Đức Chung để điều tra liên quan đến Chung trong 3 vụ án buôn lậu rửa tiền tại công ty Nhật Cường, vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí tại Hà Nội, chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước. Thưa quý vị và các bạn, nhưng có một số tội ác lớn hơn tầm ảnh hưởng tai hại trực tiếp đến người dân Hà Nội mà nhiều tỉnh thành có liên quan đến Nguyễn Đức Chung mà tập đoàn cai trị lại cho chìm xuồng. Đó là hành động xả thải xuống sông Đà để âm mưu tiêu diệt nhà máy nước sạch sông Đà và làm giàu cho nhà máy nước sạch sông Đuống. Vào đêm ngày 8 tháng 10 năm 2019, một lượng dầu thải 2,5 tấn đã được âm thầm đổ xuống sông Đà. Vài ngày sau, Nguyễn Đức Chung vào cuộc tấn công nước sạch sông Đà, công ty này phát hiện ra việc đổ trộm dầu thải từ ngày 8 đến ngày 9 tháng 10 nhưng không báo cho ai và không có hành động gì liên quan ngăn chặn dầu này và cứ để trôi vào nhà máy dẫn đến vào nguồn nước sinh hoạt. Nguyễn Đức Chung cũng chính là kẻ đã bị tình nghi là chủ mưu đứng đằng sau việc phá hoại công trình làm sạch sông Tô Lịch của chuyên gia Nhật Bản nhằm độc quyền sản xuất hóa chất Rich Oxy 3C bởi công ty Arctic do gia đình Chung con đứng sau làm chủ. Vụ xả nước Hồ Tây vào sông Tô Lịch phá vỡ công trình của các chuyên gia Nhật lúc đó đang cố gắng giải quyết ô nhiễm bằng công nghệ nano bioreactor không phải đến từ sự tắc trách cầu thả của các quan chức Hà Nội. Đó là hành vi có chủ ý của Chung con Nguyễn Đức Chung nhằm loại trừ các đề án phục vụ ô nhiễm khác để mọi dự án làm sạch sông hồ của thành phố phải sử dụng chất Rioxy 3C của công ty Arctic của con trai của mình và gia đình độc quyền sản xuất. Để giải quyết ô nhiễm sông Tô Lịch có hai phương hướng bằng công nghệ nano bioreactor tạo ra hệ vi sinh vật có lợi để hủy diệt những thành phần làm ô nhiễm nước sông. Đây là phương thức ít tốn kém và đang được các chuyên gia Nhật và các công ty cải thiện môi trường Nhật, Việt, GVE thử nghiệm miễn phí. Sử dụng Rioxy 3C bằng cách pha loãng hóa chất này và phun trực tiếp xuống mặt sông hồ. Do đó ghi nhận thứ nhất không có chuyện giải quyết ô nhiễm sông Tô Lịch bằng cách xả nước Hồ Tây vào sông. Nếu chỉ đơn thuần xả nước mà thành công thì vấn nạn ô nhiễm đã giải quyết được ngay từ nguồn gốc từ rất lâu rồi. Tuy nhiên, theo thông tin của công ty thoát nước Hà Nội vào ngày 9 tháng 7 năm 2020, 2020 này đã mở ra một cửa xả từ Hồ Tây vị trí trên phố Trích Sài để thực hiện hai mục tiêu: hạ mực nước mưa mặt hồ này và chống ngập, tạo dòng chảy làm sạch sông Tô Lịch. Việc xả nước hồ làm sạch nước sông đã được các cơ quan chức năng chụp hình quay phim đoạn nước hồ tương đối sạch và vừa mới chảy vào sông nước đen để chứng minh. Sau vài giờ thì nước Hồ Tây đã được xả vào sông Tô Lịch, đoạn sông cạnh đường Hoàng Quốc Việt và Quan Hoa để giảm mùi hôi thối. Thực tế, vài tuần sau các vi sinh vật gây ô nhiễm lại tiếp tục sinh sôi nảy nở và tình trạng ô nhiễm của sông vẫn như cũ. Vậy tại sao quan chức Hà Nội và công ty thoát nước Hà Nội quyết định xả nước Hồ Tây? Trên nguyên tắc thì việc xả nước chỉ có một mục đích duy nhất là hạ mực nước hồ để phòng ngập lụt hay còn có lý do thầm kín nào khác. Để đổ thừa cho chuyên viên Nhật và láo khoét trong lý do xả nước. Việc xả hơn 1,5 triệu mét khối nước Hồ Tây trong 3 ngày từ ngày 9 đến 11 tháng 7 năm 2019 vào đầu nguồn sông Tô Lịch đã phá vỡ hoàn toàn công trình dùng những tấm bioreactor để kích hoạt hệ vi sinh vật có lợi trong 2 tháng qua đều bị tiêu hủy. Việc này đã làm dư luận lên án.
Do đó, Võ Tiến Hùng, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thoát nước Hà Nội đã họp báo vào ngày 23 tháng 7 năm 2019 để quy trách nhiệm cho các chuyên gia Nhật và Công ty Cải thiện Môi trường Nhật Việt GVE. Chuyên gia Nhật Bản không tính toán kỹ, nóng vội nên thí điểm làm sạch sông Tô Lịch bị ảnh hưởng. Để giải thích cho lý do xả 1,5 triệu mét khối nước Hồ Tây trong suốt 3 ngày vào sông Tô Lịch, Võ Tiến Hùng cho biết dựa vào kết quả dự báo thời tiết vào lúc 9 giờ 15 và 9 giờ 30 ngày 9 tháng 7, đồng chí Võ Kim Oanh, cán bộ Công ty Trách nhiệm Hữu hạn một thành viên Thoát nước Hà Nội gọi điện thông báo cho cán bộ phụ trách kỹ thuật của GVE về việc xả nước, điều tiết mực nước Hồ Tây để chống úng ngập. Tuy nhiên, đây là những dữ kiện về thời tiết trong vòng 3 ngày 9 đến 11 tháng 7 năm 2019. Lượng mưa dự báo là không, và vào ngày 10 tháng 7 năm 2019, thời tiết chính xác xảy ra mưa nhẹ, những ngày sau đó đều không hề có mưa. Chỉ có ngày 10 là mưa nhẹ, còn những ngày sau hoàn toàn không mưa. Do đó, lý do xả nước Hồ Tây vào sông Tô Lịch để phòng ngập dựa vào kết quả của dự báo thời tiết là không đúng thực tế, và nếu nó là cố tình và láo khoét. Như vậy thì mục tiêu thực sự của việc xả nước bởi các quan chức Hà Nội là gì? Mục tiêu để phá hủy mọi nỗ lực thử nghiệm của các chuyên gia Nhật và công ty GVE nhằm ngăn chặn việc áp dụng phương thức cải thiện ô nhiễm môi trường nước của Hà Nội với công nghệ nano bioreactor ít tốn kém hơn của các chuyên gia Nhật Bản. Mục tiêu là để sử dụng những phương thức dùng hóa chất Redoxy 3C được mua từ công ty độc quyền làm chủ bởi con cái gia đình của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Trung. Nguyễn Đức Trung với công ty Arctic và hóa chất Redoxy 3C. Theo báo Người Lao Động đăng tải, với công nghệ mới thì chúng ta đã xử lý hiệu quả tình trạng ô nhiễm ở các ao hồ nếu chất này, chế phẩm Redoxy 3C đưa xuống sông Tô Lịch mà nước đứng thì xử lý được như là hồ ngay, ông Trung khẳng định. Ngày 22 tháng 8 năm 2018, Nguyễn Đức Trung đã chủ trì một cuộc họp với Watt Water và Nordic Water. Ông ta đã chỉ đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đàm phán để công ty Watt Water và ký độc quyền tiêu thụ sản phẩm Redoxy 3C tại Việt Nam. Ngày 23 tháng 9 năm 2016, Watt Water, công ty Đức, ký chứng nhận phân phối sản phẩm Redoxy 3C độc quyền duy nhất cho công ty Arctic ở Việt Nam. Và Arctic là công ty do Nguyễn Đức Hạnh, con trai của Nguyễn Đức Trung, làm chủ. Từ đó, nhu cầu phải mua hóa chất của công ty con phải được giải quyết bởi các đồng chí Nguyễn Đức Trung, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố. Nguyễn Đức Trung đã rất tâm huyết trong việc tìm ra các công nghệ đơn giản, hiệu quả và giá thành hợp lý để áp dụng xử lý ô nhiễm hồ trên địa bàn. Qua nhiều trao đổi, lựa chọn, thành phố đã quyết định đặt hàng công ty của Đức nghiên cứu sản xuất độc quyền chế phẩm Redoxy 3C do việc xử lý ô nhiễm các hồ tại Hà Nội. Với tầm huyết Redoxy 3C đó, những nỗ lực và thành quả thử nghiệm của các chuyên gia Nhật Bản và công ty cải thiện môi trường Nhật Việt GVE đã trở thành mối đe dọa cho nồi cơm của gia đình Nguyễn Đức Trung. Nước Hồ Tây đổi màu trong veo khi sử dụng công nghệ của Nhật Bản. Theo trang Người đưa tin, ngày 16 tháng 5, công ty cổ phần cải thiện môi trường Nhật Việt GVE khởi động dự án thí điểm làm trong sạch một đoạn sông Tô Lịch và một góc Hồ Tây ở Hà Nội. Công nghệ nano của Nhật Bản có dự án có tên là nhà máy xử lý nước thải đặt dưới lòng sông Hồ, được kỳ vọng sẽ xử lý triệt để tình trạng cá chết và làm sạch sông Hồ tại Việt Nam. Đến ngày 23 tháng 6 năm 2019, chuyên gia Nhật Bản đã chỉ đạo tiến hành quây kín lại bằng bạt và các bao cát chèn đáy chân tôn, và chỉ sau 3 ngày, tức ngày 26 tháng 6 năm 2019, về mặt cảm quan, màu nước bên trong khu vực được quây kín hoàn toàn đã thay đổi đáng kể. Bằng mắt thường có thể nhận thấy sự khác nhau rõ rệt trong và ngoài khu thử nghiệm của công nghệ nano Nhật Bản.
Đối diện với kết quả có nhiều chỉ dấu tích cực này, Nguyễn Đức Trung và đàn em phải cấp tốc xả nước hồ trong những ngày không có mưa. 3 ngày đêm với 1,5 triệu mét khối nước hồ Tây được xối xả vào sông Tô Lịch để tiêu hủy công trình đang thử nghiệm nửa chừng bởi các chuyên gia Nhật. Theo tiến sĩ Tekeba Akria, thì cố vấn tổ chức xúc tiến thương mại môi trường Nhật Bản, đây là lần đầu tiên chúng tôi bị bất ngờ về việc xả nước chỉ thông báo sau 15 phút. Việc láo khoét về lý do thời tiết và chỉ thông báo trước 15 phút cho thấy hành vi cố tình muốn phá hủy toàn bộ công trình thử nghiệm của GVE. Bằng mọi giá thì Nguyễn Đức Trung đã phải xả hóa chất rít oxy 3C xuống sông Hồ, Hà Nội để công ty Arctic của con trai Nguyễn Đức Hạnh độc quyền hốt bạc về gia đình của ông. Những gì xảy ra tại dòng nước đen Tô Lịch không đến từ sự tắc trách vô tình sơ suất của phía nào. Nó là một âm mưu đen tối, là hành vi cố tình của Chủ tịch Nguyễn Đức Trung nhằm tiêu diệt mọi cạnh tranh để bảo vệ dịch vụ làm giàu của ông ta và gia đình của ông ta. Và không phải nhiều người đã biết, ông Trung chính là người đầu tiên phản đối Bộ Công an mang quân đến tấn công Đồng Tâm. Các tập đoàn kinh tế đầu tư như Vingroup, Sun Group, Gesimco và làm được nhiều dự án công trình lớn cho Hà Nội cũng nhờ công của Nguyễn Đức Trung. Và hơn tất cả, ông đã cải thiện được tình hình hình ảnh của công chức Hà Nội bằng cách làm giảm nạn nhũng nhiễu ăn bẩn ở tất cả các cấp. Với cá tính mạnh mẽ, cách làm việc quyết đoán, cộng với trí thông minh, sắc sảo hiếm có, Nguyễn Đức Trung đã như một chiếc cầu tàu cực mạnh kéo Hà Nội chạy băng băng. Nhưng bi kịch lại chính là quan chức các sở, ban ngành và các quận huyện hầu hết không ưa Nguyễn Đức Trung. Bởi lẽ ông quá thông minh, quá quyết liệt và ông nhìn ra tất cả những trò ăn bẩn của quan chức Hà Nội. Họ phá ông bằng đủ mọi mưu hèn kế bẩn, từ nói xấu đến dùng báo chí, mạng xã hội bôi nhọ ông và vợ con của ông. Quan chức nhiều cấp ghét ông, nhưng dân thì yêu ông, quý ông. Bởi dưới thời của ông, nạn cán bộ nhũng nhiễu dân giảm đi rõ rệt. Điều này, ông hệt như Đinh La Thăng, người được dân yêu thì lại bị đảng ghét. Và trong sâu thẳm thì ông Trung đọc được vị thằng Tàu. Chính vì thế mà dưới thời ông, các doanh nghiệp Nhật, Hàn, Mỹ, Đức, Úc được tạo điều kiện tối đa để đầu tư, còn Trung Quốc thì hầu như chả có gì ngoài cái tuyến đường sắt Cát Linh Hà Đông có từ thời xưa đang tồn đọng lại chưa giải quyết xong. Có nguồn tin đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam đã phải gặp ông Nguyễn Đức Trung và mong muốn Hà Nội cởi mở hơn với các doanh nghiệp của Trung Quốc. Vậy ông Trung có khuyết điểm không? Chắc chắn là có. Ông Trung có sai lầm gì không? Chắc chắn cũng có. Những người biết ông Trung đều thấy rõ ông quá tự tin, quá tin vào việc làm của mình và không cảnh giác với đồng đội, đồng chí, đồng dận của mình. Và ông cũng giống như một số sĩ quan công an khác bị chết bởi chính kiểu mượn vụ án để hạ nhau. Hà Nội sau ông Nguyễn Đức Trung sẽ ra sao? Vương Đình Huệ thì rõ là một loại trí thức dởm, nói lắm hơn làm và cực kỳ cục bộ. Nghe nói lại đưa ông Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ về thay Trung thì đây cũng là một thứ trí thức dơm và loại giáo điều chủ nghĩa Mác Lê. Hà Nội cần người hành động hơn là nói. Nếu không có ông Trung thì nạn nhũng nhiễu ăn bẩn của cán bộ các cấp sẽ bùng nổ như nấm mùa thu và trật tự trị an của Hà Nội sẽ cực kỳ phức tạp bởi nạn trộm cướp, nạn xã hội đen cho vay nặng lãi. Các doanh nghiệp sẽ bị các sở ban, các quan huyện hành cho lên bờ xuống ruộng. Và nhiều ý kiến trái chiều trên mạng xã hội chúng tôi xin được trích dẫn ra đây để quý vị và các bạn cùng tham khảo. Theo Facebook, Đặng Bích Phượng viết, nhiều năm trước nghe đồn ông Trung bị ung thư, bảo không sống được bao lâu nữa, nhưng hóa ra vẫn chỉ là tin đồn. Hồi cụ Kình ở Đồng Tâm bị cán bộ lừa ra đồng, đá gãy chân cụ rồi quẳng cụ lên xe và chạy mất. Các con cụ đuổi theo cũng bị bắt, dân làng nổi giận bắt giữ 38 cảnh sát cơ động, giao làng như thời chiến và tình thế lúc đó căng như dây đàn, truyền thông sốt xình xịch. Bây giờ một số người luật sư đại biểu quốc hội đứng ra
hiến kế gỡ rối, thuyết phục ông Trung vào gặp bà con. Bà Bí Thư Đảng ủy xã Đồng Tâm còn yêu cầu ông Trung viết giấy cam kết không truy cứu bà con. 38 cảnh sát cơ động được người dân trả tự do, dư luận hoan hỉ khen ông Trung hết lời. Và đâu có biết, thù này 3 năm sau chúng mới trả bằng việc giết chết người thủ lĩnh tinh thần của Đồng Tâm và đổ vấy cho Nguyễn Đức Trung là kẻ ra lệnh giết chết cụ Kình. Sau khi Đồng Tâm trở về, trái với tinh thần cầu thị khi gặp gỡ người dân Đồng Tâm, ông Trung lập tức phát biểu với báo chí rằng có một số bộ phận đối tượng cơ hội lợi dụng việc khiếu kiện, tố cáo ở Đồng Tâm để đòi bồi thường và mục tiêu của ông Lê Đình Kình cũng như vậy. Điều này khiến cho cụ Kình và những người dân Đồng Tâm vô cùng tức giận, cho rằng ông Trung cháo trở lật lọng. Chiến thắng ban đầu của người dân Đồng Tâm khiến cho họ trở nên hết sức chủ quan, lên mạng tuyên bố vung vít và 3 năm đủ thời gian chín mùi để chính quyền Hà Nội tiến hành một cuộc tập kích vào làng lúc nửa đêm để giết chết cụ Lê Đình Kình và bắt đi nhiều người, đánh đập họ hết sức tàn bạo. Như vậy thì nhà cầm quyền Cộng sản Hà Nội đã dập tắt được ngọn lửa Đồng Tâm và những nơi khác đã phải chùn tay trước những sự việc tương tự như vậy. Và cách đây 1-2 tháng khi nghe tin ông Trung là ứng viên vào Bộ Chính trị, tôi đã thầm than khổ cho bà dân, cho bà con người dân Đồng Tâm rồi. Giờ thì ông Trung đã hết cơ hội, tuy không có ông Trung thì kẻ khác lên làm, nhẹ tội cho người dân Đồng Tâm. Chống lại ai đang cầm quyền thì chúng đều như nhau cả, và chẳng giết cụ Kình thì ông Trung cũng bị đồng chí làm thịt trong cuộc tranh giành quyền lực. Nhưng tôi vẫn có tí suy nghĩ mang tính tâm linh rằng oan hồn của cụ Kình chắc cũng sẽ không tha cho Nguyễn Đức Trung. Còn Facebooker Huỳnh Ngọc Tranh thì viết rằng đôi lời với Nguyễn Đức Trung, tức Trung con. Ông Trung tham ô lợi ích nhóm hay gì đó, hoặc vì đấu đá nội bộ phải bị lên thớt. Nhưng trong vụ Đồng Tâm thì Trung xử sự có tình, sẵn sàng vào tận Đồng Tâm thương lượng với dân và ký cam kết để mang nhân viên công an bị nhốt về. Đó là chuyện chưa từng làm tiền lệ của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam. Trung có thể đưa quân vào càn để giải cứu các nhân viên bị giam, công an hay Đồng Tâm, chết kệ mẹ. Trung sẽ được tiếng với đảng là đấu tranh kiên cường và khôn khéo với thế lực thù địch, nhưng Trung đã không làm như vậy. Tôi đánh giá cao về hành động này của Nguyễn Đức Trung. Ngoài ra, Trung còn đòi dẹp loa phường, đó là một điều tiến bộ. Chuyện Đồng Tâm sau này bị tấn công và triệt hạ tàn khốc là chủ trương của Bộ Chính trị, không phải là của Nguyễn Đức Trung. Bây giờ Trung dính đến chuyện lợi ích nhóm phải bị các đồng chí của mình trị thì không phải là quả báo từ Đồng Tâm, mà chính là bị từ các kẻ đồng chí đồng giận của mình. Còn theo Facebooker Nguyễn Anh Tuấn thì viết: dân thường như tôi không ngồi trong các cuộc họp của bọn họ để biết được ông Trung có phản đối sử dụng vũ lực với Đồng Tâm hay không. Tôi chỉ biết là tầm ảnh hưởng của năm ngoái, chính ông Trung trước báo giới đã công khai cáo buộc cụ Kình lợi dụng khiếu nại để trục lợi. Tôi cũng chưa từng thấy bất cứ bằng chứng nào cho thấy ông Trung phản đối việc này, như một số người đang lan truyền trên mạng xã hội. Một cáo buộc cực kỳ nặng nề nhưng không đi kèm bất kỳ bằng chứng nào, nghĩa là vu khống. Đã thế, ông Trung khi đó còn yêu cầu các cơ quan báo chí vạch trần âm mưu này, khác gì là chuẩn bị dư luận để chính quyền sau đó mạnh tay với Đồng Tâm. Bởi vậy, có thể không chỉ là một mình ông Trung phải chịu trách nhiệm cho những gì xảy ra ở Đồng Tâm, nhưng ông không hề vô can. Ông vẫn là một trong số của họ. Còn theo Facebook, Mạc Văn Trang viết: thấy trên mạng xã hội rộ tin anh Nguyễn Đức Trung, Chủ tịch Ủy ban dân Hà Nội sắp bị điều chuyển đi với tin chẳng lành, tự nhiên mình thấy tâm trạng phải có đôi lời với anh. Trước hết, khi thấy anh là một công dân công an lên nắm quyền Chủ tịch thủ đô, mình rất thất vọng. Trước đó, Nguyễn Thế Thảo đã phá nát quy hoạch Hà Nội và chặt phá bao nhiêu là cây xanh, tan tành cả một thủ đô, khiến cho nhân dân nguyên rủa, nay lại thêm một tay công an. Nhưng Thảo tàn phá cây xanh bao nhiêu thì Trung lại chăm lo trồng cây xanh bấy nhiêu.
Anh đã chỉ đạo trồng hàng triệu cây xanh, mà trồng cây có nghiên cứu chọn lọc, có bằng, có chằng trống, chăm sóc cho cây sống đàng hoàng, chứ không trồng cây còn bọc gốc nylon và gió to có thể đổ cành ra như Nguyễn Thế Thảo. Và bây giờ thì người Hà Nội đi trên nhiều tuyến đường cây xanh tươi mát, khá đẹp, không thể không nhớ đến Nguyễn Đức Chung. Rồi vụ Đồng Tâm, khi xảy ra chuyện bọn côn đồ đánh gãy chân của cụ Lê Đình Kinh, nó định đem đi thủ tiêu, lời của cụ Kinh. Và người dân Đồng Tâm bắt nhốt 38 cảnh sát cơ động trong nhà văn hóa thôn Hoành. Anh đã có cách xử lý rất tuyệt. Anh đi tìm cụ Kinh, đem về bệnh viện Việt Đức, chỉ đạo chăm sóc thật chu đáo. Anh thăm hỏi động viên cụ và bảo cụ gọi điện về thả các cảnh sát cơ động ra. Cụ Kinh đã bảo dân làng không được manh động, phải giữ an toàn và chăm sóc các chiến sĩ thật chu đáo. Rồi anh về Đồng Tâm đối thoại với dân, dân đón anh như một vị cứu tinh. Anh đã tự tay viết bản cam kết 3 điều, tuyên đọc giữa nhân dân, giữa thanh thiên bạch nhật. Điều thứ nhất là điều tra đánh cụ Lê Đình Kình xét xử. Điều thứ hai là thanh tra đất khách quan, trung thực. Và điều thứ ba là không người dân Đồng Tâm nào bị kết tội. Tôi viết bài ca ca ngợi anh hết mức, ước gì tôi là anh Trung. Bản cam kết của anh không chỉ làm nức lòng người dân Đồng Tâm, mà tất cả những người có lương tri ở trong nước và quốc tế vui mừng khôn xiết. Vậy mà sau đó anh lại quay ngoắt 180 độ, lật lại tất cả những gì anh đã cam kết với người dân Đồng Tâm. Tôi giận dữ và căm ghét anh tột cùng. Tôi đã viết bài nguyền rủa anh thậm tệ với những từ ngữ nặng nề nhất. Giờ tôi hiểu chắc hẳn anh không bao giờ muốn phản bội người dân Đồng Tâm và phản bội lại chính mình, để một vết nhơ ghi vào lịch sử. Chắc là anh đã phải chịu khuất phục trước sức ép của một thế lực đen tối khủng khiếp. Anh cũng là nạn nhân, đúng không? Nhưng sao anh hèn thế, anh phải thét lên bảo vệ sự thật, bảo vệ lấy thân nhân phẩm của mình và phải bày tỏ cho toàn dân biết chứ. Giá anh làm thế, dẫu có chết anh còn tiếng thơm muôn đời. Chính bản cam kết bị xé bỏ là một sai lầm lịch sử đã dẫn đến tội ác tày trời vào đêm 9 tháng 1 năm 2020 của chế độ này. Tôi rất cảm tình tin tưởng vào việc chỉ đạo chống dịch virus Vũ Hán của anh ở Hà Nội. Anh phờ phạc vì mất ngủ nhiều đêm, đi sâu đi sát, làm từng việc rất cụ thể và luôn công khai minh bạch diễn biến dịch bệnh, công khai từng người bệnh, không trừ một ai. Có vậy mới lòi ra chân tướng của anh chàng chủ tịch Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội, Phó Ban Lý luận Trung ương, ba lăng nhăng cho dân tỏ tường. Anh được tặng huân chương trong chiến dịch chống dịch vừa qua là xứng đáng. Tôi cũng rất thích tác phong lãnh đạo giản dị khiêm nhường, nói ít làm nhiều của anh, khác với các quan chức cộng sản khác hay ba hoa bốc phét 30-40 năm nữa. Thủ đô sẽ thành cái nọ cái kia, rồi thích lên diễn đàn cắm đầu đọc những bài viết văn dài dòng sáo rỗng do người khác viết cho, hay hò hét quát nạt quyết liệt quyết tâm làm như mỗi anh ta lo mắng lo lắng và anh nhỏ nhẹ mà được việc. Còn những chuyện anh làm mờ ám hay đấu đá nội bộ ra sao tôi không cần biết, và chỉ biết dù sao đi khỏi Hà Nội, anh vẫn để lại chút gì đó để cho người dân nhớ đến anh, cả thương mến lẫn căm hận về vụ Đồng Tâm. Rồi anh sẽ phải giãi bày về chuyện này trước nhân dân, trước lịch sử, xem thế lực nào đã gây nên tội ác ở Đồng Tâm, và do đó anh cũng sẽ được nhẹ lòng. Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những lời bình luận góp ý ở bên dưới video để giúp cho chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn. Hãy bấm nút chia sẻ để cho thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Hãy bấm nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh. Và đừng quên bấm vào hình quả chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất về các chương trình của chúng tôi sắp phát hành. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi.